Ok, chào tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người buổi tối thật là vui vẻ nhé. Đấy, buổi tối hôm nay thì em xin phép lên cái video viên giao lưu cùng các bạn một viên gỗ hóa thạch chuyện truyền mặt nạ rất là đẹp. Đấy, có cả đế luôn, một cái tác phẩm nhé. Quá đẹp luôn. Đấy, anh chị em mình có nhu cầu thì liên hệ giúp em nhé, qua số Zalo 0903 561015 nhé. Đấy, rất đẹp. Hàng chuyên não rất là đẹp, chuyên ngọc, chuyên não, thông đèn cực mạnh luôn. Em sẽ xoay đèn cho chị xem nhé. Của hóa thạch Gia Lai, của Tây Nguyên Gia Lai. Đế là cổ cấm, của cấm là cấm dưới nước nhé. Đấy, em chưa BU. Đấy, anh chị em chốt thì em sẽ BU làm sạch. Đấy, em sẽ đổ kích thước cho chị xem nhé. Chiều cao là 21, ngang là 10, nặng 2 kg. Anh chị em có nhu cầu thì liên hệ cho em có số Zalo 0903 56015. Sau em vòng kiếm xem nhé. Nó hơi cập kình, em chưa soi cái chân đi. Đấy, rất là đẹp nhé. Chuyển não luôn, rất là đẹp. Anh chị em có nhu cầu thì chốt để sưu tầm chi tiết hoặc để bàn làm việc. Đấy, hôm nay giọng em hơi yếu nhé, mọi người thông cảm nhé. Trời lạnh quá, em uống nước đá nhiều, đau họng, đau hết cả họng. Dọn đèn từ xa là nó đã thông đèn rồi nhé. Thông đèn rất là mạnh luôn. Rồi ok, bây giờ em sẽ kết thúc video tại đây nhé. Đấy, anh chị xem video thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.